Em trai Minh Hằng bảnh bao trong ngày tổ chức lễ đính hôn với bạn gái xinh đẹp. Thời gian này, Minh Hằng khá tất bật khi vừa làm huấn luyện viên The Face, lại vừa cùng gia đình lo thực hiện ngày trọng đại cho em trai ruột. Từ trước đến nay, nếu như khán giả nào theo dõi và là fan Minh Hằng thì cũng sẽ biết được rằng Minh Hằng có một người em trai duy nhất tên là Minh Hải. Em trai cũng chính là người đồng hành, hỗ trợ và kiêm luôn cả việc bảo vệ cô nàng mỗi khi cô đi diễn khắp nơi, từ trong ra ngoài nước. Vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, nữ ca sĩ đã chia sẻ với mọi người một đoạn clip nhỏ ghi lại khoảnh khắc của gia đình cô đang chuẩn bị đi hỏi vợ cho em trai. Cô hào hứng, đi hỏi vợ cho chàng trai của tôi. Theo lời của nữ ca sĩ chia sẻ, thì thời gian này cô khá bận rộn khi vừa lo công việc ghi hình The Face, vừa cùng gia đình tổ chức ngày đặc biệt cho Minh Hải. Được biết, em trai Minh Hằng và bạn gái hẹn hò được khoảng 6 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Gia đình cũng có kinh tế tốt nên các nghi thức khi đi sang nhà gái cũng được chuẩn bị khá chu đáo. Mẹ Minh Hằng đang kiểm tra lại các nghi lễ trước khi đi hỏi vợ cho con trai. Minh Hải cùng mẹ và cả dàn bê ráp sẵn sàng chụp ảnh kỷ niệm trước căn biệt thự sang trọng. Cả hai cười tươi vui vẻ trong lúc thực hiện nghi lễ trước quan viên hai họ. Hai bên gia đình cũng cảm thấy vui mừng khi các con đã tìm được bến đỗ hạnh phúc. Vào năm ngoái, khi trò chuyện với truyền thông, Minh Hằng cũng hé lộ em trai mình sắp lập gia đình và gửi gắm khá nhiều tình cảm cùng những hy vọng về cậu em trai yêu quý. Đặc biệt, điều làm người khác khá sốc đó là Minh Hằng nói rằng cô sẽ tặng Minh Hải một căn nhà. Minh Hải là người trợ giúp ca sĩ trong khá nhiều công việc và cũng là chỗ dựa về mặt tinh thần. Bởi lẽ đó, việc giọng ca người vô hình tặng một căn nhà cho em trai cũng không quá khó hiểu.